đuổi bắt heo trắng này. Chạy đâu. Đây rồi, cuối cùng tóm được rồi. Chạy nhanh quá các bạn. Trâu trắng đẹp lắm các bạn này. Các bạn nhìn cute chưa? Hello, Phùng Para xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn ơi, vừa rồi mình đang gọi là đi dạo buổi chiều tí ấy, cho nó khỏe người đấy. Đang đi thì phát hiện ra một cái đàn này rất là đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn biết là đàn gì nhá. Ok, kia. Đấy anh em ơi, đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, các bạn nhìn chưa, biết đàn gì đây không? Đấy, đây là đàn chó poodle các bạn nhá. Ở đây có khoảng tầm 5 con. Đấy, bây giờ mình sẽ vào mình review cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đây là chị chủ của mấy em poodle này nhá. Ui, chơi mấy cái em này nó bao nhiêu tuổi rồi chị? Mấy em này được 6 tháng rồi. 6 tháng à? Ui, đẹp. Ai em mẹ à? Ui mẹ gì mà bé bằng con này. Đấy các bạn ơi. Ui, đáng yêu chưa? Đấy em này em gọi là bút đồ như kiểu dạng ti cấp hay sao các bạn? Tại vì nó rất là bé nhá. Đấy em mẹ này, các bạn nhìn em mẹ mà nó bé tí như kiểu là như là mấy em con đâu ấy, mấy em con đâu hết rồi. À đây. Ui. Đấy nó đang chạy theo chủ của nó này các bạn này. Ui, hôn chưa? Đây xem nào. Ui. Đây có một em trắng tinh này. Em này xám. Đấy người lạ là nó không dám đến gần nhá. Đấy nhưng mà chủ đi là đi theo này. Đấy các bạn thấy uy tín chưa? Đấy, khôn. Đâu rồi? Đấy, em mẹ thì chắc lớn rồi nên không sợ nên là đi solo. Đi. Xinh chưa? Em này nó to hơn cả em này bé hơn cả em bút đồ của mình các bạn nhá. Em này là ti cúp nên nó chỉ bé này thôi. Bút đồ của mình nó to hơn phải gấp đôi em này đấy. Đấy, mấy thằng em thấy em cú này đẹp không? Ấy. Ôi à, em này xinh chưa? Ôi, nó chơi mình này các bạn này. Đây, em mẹ này quấn luôn. Ở đây là toàn chó cái hết hả chị? Ừ, một con đực à? Đấy, em này màu đen này đẹp chưa? Ái da. Ui trắng này. Em mẹ em có vẻ thân thiện hơn các bạn này. Em mẹ em mới bạo hơn nhá. Mấy em con này. Đi. Đấy, em này xinh chưa? Các bạn nhìn chưa? Không biết là màu phối kiểu gì, bố chắc màu đen đâu ấy. Đấy, da đen trắng này. Ấy, sao trắng à? Ấy, xinh chưa? Các bạn nhìn ấy, đẹp chưa? Đấy, các bạn có thích bút đồ không? Toàn các em gọi là cute luôn nhá các bạn nhá. Đây, hai em này đang đánh nhau rồi các bạn này. Đấy, em đen này dữ nhất nhá. Từ nãy giờ toàn gâu từ nãy giờ nhá. Đấy, kinh chưa? Đấy, mình không vào gần được, cứ vào gần này em chạy thôi. Ách chà. Các bạn nhìn một đàn cún này. Đàn cún nhìn chung rất là xinh luôn nhá. Có đàn cún này nghịch rất là vui. Ấy, nhảy kìa các bạn này. Nó rất khôn nhá. À, đây rồi đây. À, em này bạo luôn này các bạn ấy. Thấy chưa? Em này sâu phi luôn. Đấy, được, em này được. Xem mấy em này nào. À, em đen này chỉ cắn thôi. Anh. nhìn cái đàn này trông vui phết các bạn ạ. Đấy. Đấy thấy chưa? Chủ nhân bảo bế cái là đi theo ngay. Đấy. Khôn cực các bạn ạ. À, em trắng. Đây là em mẹ rồi, đây là em mẹ rồi. Em mẹ này tên gì chị nhỉ? Su. Đấy, mình hôm nay lại đi chơi nên không mang xúc xích gì, chắc là có xúc xích là em ăn ngay đấy. Đấy, đây là em mẹ nhá, rất là nhỏ luôn. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thích cái dòng bút đồ này không? Bút đồ rất là thông minh nhá, bút đồ phải nói là dòng chó thông minh nhất đấy các bạn ạ. Mà lông nó không bị rụng như các loại chó khác đâu. Đấy, nuôi bút đồ rất là sướng luôn. Đấy, chị có một đàn, chị rất là đi chơi ở chỗ này, rất là thoáng mát luôn này. Đấy. Ôi, các bạn nhìn đuổi nhau đấy. Ui. Chạy. Ui. Ái chà. Các bạn nhìn hai con kia kìa. Ui, nó chạy. Ui. Trông bé bé mà chạy khỏe thế. Kia. Kia một con ở rất là sai à các bạn kìa. Đây, mình thử bắt một em nhé, xem có được. Em này thì em rưỡi gần này, mình tóm được luôn này. Đấy, thấy chưa? Em đen này giữ này. Ái xài, thấy chưa? Em đen đầu gấu nhất. À, em vàng. Trong nhà giỏi lắm. Ôi sợ được con đen này. Em đen này, em đen này là gọi là bạo nhất ở đây rồi. Mình thấy nó ấy đây thấy chưa? Đấy. Mấy em này đang mải lô này. Đuổi. Về bắt các bạn ơi. Về bắt heo trắng này.
chạy đâu, chạy đâu, chạy 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 đây rồi, cuối cùng tóm được rồi. Ui, chạy nhanh quá các bạn. Ấy, trùng trắng đẹp lắm các bạn này. Các bạn nhìn cute chưa? Yêu luôn. Ai xài giờ uy tín luôn các bạn nhé. Rất là thích luôn. Nó là dù nó sợ đấy. Thôi nhá, để thả ra thêm có gì nhá. Ai xài, thả ra chạy mất hút luôn. Thôi đừng bắt em sợ. Ôi kìa, chạy mất rồi. Rồi vào túi. Đấy các bạn ạ, thôi muộn rồi, khả năng là các em ấy đòi về rồi các bạn nhé. Đây có em mẹ này, đây, em mẹ cute này. Đấy các bạn ơi, các em ấy đòi về rồi đấy, muộn rồi các em ấy đòi về đấy. Các bạn nhìn nào, đấy có hẳn một cái chuồng riêng để về nhá. Đấy các bạn nhìn này, nguyên một có vào hết đâu chị. Ui. Đây các bạn này, một cái lồng này mà vào được hết toàn bộ này. 4 năm em. Đấy, đến giờ về rồi các bạn nhé. Đến giờ về rồi. Đây em mẹ thì chắc là được gọi ngồi ngoài. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, thôi bye bye nhá. Đấy, cộng về luôn. Đấy các bạn ạ, các em ấy về rồi, muộn rồi. Ok các bạn ơi, đấy gọi là vừa đi tập thể dục thể thao thì nhìn thấy một gọi là chị đưa một đàn bút đồ rất là cute đi chơi nhá. Đấy mình quay lại cái khoảnh khắc này cho các bạn xem. Đấy, nếu các bạn yêu thích bút đồ ấy thì là có thể đăng ký kênh này, sau này chia sẻ mình sẽ quay nhiều clip hơn về em bút đồ cho các bạn xem nhá. Đấy, bút đồ rất là thông minh ấy. Đấy mình có một em bút đồ ngáo các bạn ạ. Hy vọng là sẽ lấy được em ấy. Ok, xin chào các bạn nhé.